Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm ông Nguyễn Văn Hùng và Lê Văn Dũng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại ba phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc và Hòa Thuận Tây nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Tại buổi tiếp xúc, qua nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công của kỳ họp đã làm việc đầy trách nhiệm, giải quyết nhiều vấn đề lớn của thành phố, đáp ứng nguyện vọng cử tri. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề, đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục xem xét giải quyết, trong đó đề nghị khắc phục một số bất cập trong quy hoạch quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ người dân sau đại dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân nuôi cá lồng bè sau khi đã chấp hành ngừng việc nuôi cá lồng bè trên sông. Cử tri cũng đề nghị quan tâm đến chế độ chính sách cho đối tượng cán bộ không chuyên trách xã phường.